Ôi, hello anh em. Ngon quá, ngon không lên nước gọi lại nha. Này là Hitachi 18V WH18DBL2 là 18V ha. Máy hoạt động ok. Điều top mà. Đảo chiều, báo đèn, báo pin, báo pin ha, hai pin ha, chế độ một nè, hai nè, ba nè, bốn nè. Ừ, anh em coi kênh nhớ đăng ký kênh giùm em ha, để cho em có động lực em đăng thêm clip lên cho anh em coi. Bộ này máy pin sạc adapter ha, này sạc adapter đây thì 2.050.000. Anh em nào đăng ký kênh của em, đăng ký xong nhớ mà mua thì chụp hình kênh của em lại, em sẽ bớt cho 100.000 trên kênh ha. Rồi, đây đầu dít, dít này 5 phân ha, này 5-6 phân ha. Rồi em thử đây, em test đây. Nước mạnh nhất, em chuyển sang nước nhẹ nhất đi. Rồi, nhẹ nhất, mình lấy cái mở ra. Đó. Nhẹ nhất là mình bắn, là nó bắn những cái con gì nhỏ thôi. Rồi. Rồi, cái phía phần này máy rất là ok. Này điều tốc nè ha, này chậm ha. Để cho anh lên nhanh nhất đi. Lên nhanh nhất này, điều tốc này, đó, điều tốc ha. Đầu này có rơ nhẹ nha, có rơ nhẹ. Con này 2.050.000 ha. Anh em nào nhớ đăng ký kênh em. Đăng ký kênh xong chụp hình màn hình lại, em sẽ bớt 100.000. Chụp hình màn hình lại thì nhớ gửi trên Zalo hoặc Facebook cho em ha. Zalo thì số điện thoại 0931117115. Còn Facebook là Nguyễn Toàn Thiện ha. Anh em nào có muốn qua nhà xem máy thì em ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ là 20/1A, đường 25, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Ok, xin chào mấy anh em.